Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, chiều qua ngày 27 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 22 ca mắc mới COVID-19. Trong số các ca mắc mới thì có 5 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên, 17 ca đã được cách ly từ trước đó. Nghệ An đang khẩn trương thực hiện các biện pháp quản lý khu vực phong tỏa, cách ly, xét nghiệm sàng lọc định kỳ theo quy định, tuyên truyền để những trường hợp có biểu hiện bất thường đến ngay cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biệt, tỉnh tăng cường việc xét nghiệm tầm soát tại các khu vực nguy cơ cao như là chợ, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, ga tàu, bến xe để bóc tách F0, kiểm soát tốt người trở về từ vùng dịch. Như vậy là lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 2.353 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc mở cửa hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ kể từ ngày 28 tháng 10. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bảo đảm các yêu cầu, thời gian hoạt động kết thúc trước 21 giờ hàng ngày, công suất hoạt động tối đa là 50% và không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn tại quán ăn, trừ hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân TP.HCM giao Ủy ban Nhân dân quận 7 và Ủy ban Nhân dân TP.Thủ Đức xem xét quyết định cụ thể địa bàn thuộc phạm vi quản lý được thực hiện thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn và thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày 15 tháng 11. Đây là một buổi thực hiện kỹ thuật lọc máu thay huyết tương cho một bệnh nhân COVID-19 đang nguy kịch. Bệnh nhân này có triệu chứng viêm tủy cắt ngang do COVID-19 gây ra. Theo các chuyên gia, đây là một trường hợp hiếm gặp trên thế giới. Năm ngoái cả thế giới chỉ có 3 trường hợp COVID-19 gây viêm tủy, trong khi năm nay cũng mới chỉ có 6 trường hợp trên tổng số 27 triệu bệnh nhân COVID-19 khắp toàn cầu. Là tình trạng liệt hai chi, rối loạn cơ vòng, táo bón. Bên cạnh đó bệnh nhân có cái mất cảm giác nông, mất rối loạn cảm giác, dưới dạng, dị cảm, tăng cảm, về cảm khi đáp ứng với các cái kích thích đau và nó theo dạng giống như bản đồ, nó không đồng đều đối xứng. Và trường hợp này có một cái đặc biệt hơn nữa, chúng tôi nghĩ đây là một cái ca hiếm gặp trong những trường hợp hiếm gặp. Khi bệnh nhân nhập viện là trong cái tình trạng là nhịp tim rất là chậm, chỉ có 40 lần trong một phút. Và đây là chu kỳ lọc thứ 3 của bệnh nhân, tình trạng yếu liệt, rối loạn cảm giác được cải thiện gần như 100%. Trước đó, khoa hồi sức tích cực khu điều trị COVID-19 Phú Chánh cũng đã lọc máu, thay huyết tương cho hai bệnh nhân khác bị hội chứng yếu liệt chi. Guillain-Barré cũng là một hội chứng hiếm gặp của COVID-19 và kết quả là hai bệnh nhân này đã hồi phục và đang chuẩn bị xuất viện. Trong cái lúc đó thì đúng là em cảm nhận như là đau đớn, rất đau đớn ở trong con người và rất chi là nguy kịch. Đấy. Và em cứ tưởng là em sẽ chết. Nhưng mà nói chung là trong cái em không biết là hai lần đầu tiên lọc máu là em cũng không có phát hiện ra. Thì đến cái lần lọc máu thứ ba thì em đã phát hiện ra thì cái cánh tay bên trái là được dơ đầu tiên. Để vuốt cái mắt của em. Thì khi vào trong này thì hai chân em thì hoàn toàn không có khả năng đi lại và chỉ có nằm liệt giường thôi và được các bác sĩ lọc máu rồi chăm sóc các kiểu. Thì bây giờ em đã có thể đứng lên và vận động được một chút ít. Thì sau khi xuất viện thì em cũng chỉ mong là được về quê đoàn tụ cùng gia đình thôi ạ. Cái đấy là điều em vui nhất rồi và một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Dương Quý Sĩ cũng như là đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã giúp đỡ em trong thời gian chữa trị. Việc áp dụng những phương pháp kỹ thuật tiên tiến nhất trong điều trị bệnh nhân nặng đã giúp nhiều bệnh nhân qua được cơn nguy kịch và khỏi SARS-CoV-2. Điều này không chỉ góp phần giảm tỷ lệ tử vong của các F0 mà còn tạo niềm tin với người dân tại Bình Dương, một trong những điểm nóng về dịch bệnh trong thời gian qua.